Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cuốn sách Xem ngày theo lịch vạn niên. Cái cuốn này người ta lược ra cho ta tất cả các cái ngày 12 ngày địa chi trong một tháng. Nó tốt cho việc gì? Dựng nhà, cưới gả, khai trương trong ba việc đấy. Tốt hay xấu? Người ta nói rõ trong đây để cho chúng ta chọn. Ví dụ như đây là tháng Chạp thì ngày Tý cất nhà rất tốt, nên xem kỹ giờ tốt. Đấy, ví dụ thế, ngày Tý trong tháng Chạp. Tiếp đến là cái việc cưới gả thì ngày 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 Tý thì kỵ cưới gả. Đấy. Còn khai trương thì ngày Tý thì khai trương tốt. Đó, ví dụ là như thế. Có 12 tháng trong năm như thế này. Và nó là cái dạng là xem theo lịch vạn niên, năm nào cũng xem được. Nó hết mà 12 tháng xong nó đến chi tiết từng ngày. Ví dụ đây là ngày Giáp Thân. Tức là nó có 60 ngày hoàn giáp. Người ta chỉ cho ta nó lại từng chi tiết nhỏ đến ngày. Thế cái ngày Giáp Thân này nó ví dụ như nó bất cứ ở tháng nào thì ở đây người ta cho mình biết là nó mọi việc đều tốt. Tiếp đến là các cái giờ trong cái ngày Giáp Thân đấy, 12 canh giờ, giờ nào tốt, giờ nào xấu, giờ nào là có các cái sao gì, nó tốt xấu ra làm sao, người ta nói rất cụ thể ở trong đây. Hết 60 ngày hòa giáp xong nó lại đến cái bài gì nữa đây, đây là cái bài Chu Công Xuất Hành Pháp. 60 ngày hòa giáp đi đâu làm gì nó có tốt hay không, đi buôn đi bán đại khái là thế. Đây là cái bài chi tiết từng ngày trong 60 hòa giáp và từng giờ trong cái ngày đó tốt xấu cho việc gì. Đấy, ví dụ như ngày Canh Tuất thì nó là mọi việc đều xấu. Quyển này nó lược ra nó rất là chi tiết cho chúng ta xem, rất dễ xem. Cho ta gồm một số các cái nội dung. Tôi giới thiệu đây để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Đây là cái bài việc gia trạch nhà cửa. Rồi cưới gả, đây người ta nhắc chúng ta là dùng cung phi để áp dụng cho các tuổi trong việc xây dựng nhà theo năm tháng ngày giờ sau đây. Đấy, người ta nhắc cho ta là nên sử dụng theo sách Bát Trạch Minh Cảnh, đây người ta cũng lược ra từ sách Bát Trạch Minh Cảnh. Bên này nó là cái việc cưới gả. Đây là từng tháng một, 12 tháng trong năm. Nó tốt cho các cái việc gì? Ví dụ đây là tháng 9. Việc cưới gả nên dùng ngày Giáp Tuất là tốt nhất. Chú ý nhớ kỵ ngày Canh Tuất, còn các ngày Nhâm Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất thì dùng đỡ. Tức là nó chỉ được ngày Giáp Tuất. Còn cái việc xây dựng nhà cửa thì dùng ngày Kỷ Mùi, Quý Mùi. Nó là 12 tháng trong một năm, tốt cho việc gì, xấu cho việc gì. Về cơ bản ở đây nó lược ra cho ta để cho chúng ta tham khảo, chúng ta chọn. Đây là việc cưới gả.
Nếu cô dâu là tuổi Tý Ngọ thì lễ cưới nên tổ chức trong tháng 6 hoặc tháng Chạp thì được đại lợi. Đấy, ví dụ là như thế. Nó lần lượt cho 12 cái chi tuổi của cô dâu cưới tháng nào. Ví dụ nếu cô dâu là tuổi Sửu Mùi thì tổ chức trong tháng 5 hoặc tháng 11 được đại lợi về sau. Đây là nói về các cái năm đại lợi để làm nhà. Ví dụ như người có mệnh thuộc cung Đoài dựng nhà năm đại lợi là năm Sửu, Mùi, Thân, Dậu, Tuất. Ví dụ đấy. Tôi giới thiệu sơ qua để cho cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Đây là cái bài Tứ Phương Thập Nhị Địa Chi, tức là từng tuổi một. Đặt bếp rồi cửa lò nên xây về cái hướng nào giường ngủ nên gối đầu về hướng nào thì nó được tốt. Đây là các ngày sát kỵ, tức là các ngày xấu trong các việc xây dựng rồi cưới gả rồi an táng. Đây là những ngày xấu, chúng ta lược ra đây cho ta để ta tham khảo. Đây là cái bài mà xấu tốt của các cái sao sao hạn. Đây là nói về cái bài gì đây, ngày trùng tang, các việc khắc kỵ trong cái việc gọi là an táng. Ngày phục đoạn, tức là nó tốt hay nó xấu, là ngày rời máu hốt cốt, ngày rước sửa cho con bú nên thực hiện sau đây. Là người ta chỉ cho ta một số các cái nội dung về cơ bản về các cái việc đại sự trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Rồi người ta lược ra cho ta một số các cái ngày thọ tử sát chủ, ly xào ly sàng để cho ta tránh, rồi các ngày trùng tang để cho ta tránh. Tôi giới thiệu sơ qua về cái cuốn này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.